Hello em, chào các bác nhé. Đến hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 2021 này. Thì em mời các bác ăn ăn táo em trồng nhé. Trước mắt là một cây chanh đã mua để em chui chui qua đây. Trước mắt là một cây chanh tứ mùa các bác ạ. Quả thì rất nhiều luôn. Đó. Đã là tứ mùa thì có hoa này, quả này, quả ương ương này, quả vàng mơ này, chín vàng chanh này, quả non này, nó quả xanh này, quả chín này, quả xanh này, vâng, phải có quả bé nữa chứ. Đây đây các bác nhỉ, đó hoa. Đầy đủ nhé các bác nhé, nó hội tụ của một cây chanh tứ mùa nó là vậy. Nhưng mà hôm nay em giới thiệu với các bác ấy, đó âm lịch hôm nay là 19 này, đó ông mặt trăng này, chú cuội chị Hằng bắt đầu lên rồi đó, nhìn thấy không chỗ em, đó đó chỗ kia nhìn rất đẹp các bác nhá. Đó còn đây vẫn là một cây chanh tứ mùa thôi. Thì qua đây em giới thiệu với các bác về cái đó, cái hoa chanh tứ mùa và quả chanh non tứ mùa, quả chanh xanh, chanh chín, chanh vừa vừa, chanh tơ, nhiều lắm các bác. Nói chung nó nhiều thế hệ quả, đó là chanh tứ mùa nhá. Cây này em đã làm, các bác đã được xem ấy, em làm rất nhiều video trong kênh em ấy, là chanh này em thâm kinh nghiệm, năm nay là năm thứ 13 sang 14 rồi nhá. Năm 13 sang năm 14 rồi. Đó. Nên là em cũng chỉ quay qua qua đây, còn thực tế là em sẽ quay cây táo cho các bác. Từ lúc nãy em đang ăn này, mời các bác luôn nhá. Ăn giờ em ăn được 2 quả. Táo em không có nhiều đâu. Cây nhiều lắm, em không làm được như các bác ở Bắc Giang đâu nhá. Nhưng mà em vẫn quay cho các bác xem là lượng táo của em nó như nào. Cụ thể ra sao. Em cũng xin giới thiệu vườn táo này đấy. Quả nó ít lắm các bác. Quả không được nhiều, cực kỳ ít luôn. Chỉ đủ ăn thôi các bác nhé. Quả nó còn xấu nữa. Đó. Đã ít lại còn xấu. Đó. Em mời các bác. Đó. Ngồi xuống thì nhìn thấy có một chút nhỉ. Còn đứng lên á, nhìn đây. Các bác nhìn không? Đó. Nhìn không thấy có quả đâu. Ngồi xuống nhìn thấy nhá, đó đó có đấy, đó. có nhưng mà ít ít và bé nhá. Em cũng xin nói luôn, táo em là em không chăm sóc như được như các bác đâu. Quả thì đủ ăn thôi nhá các bác nhá, quả chỉ đủ ăn thôi. Quả bé không được to, toàn quả bi thôi. Quả nào to lắm thì khoảng 20 quả một cân. Cũng có to, không phải không to nhưng mà tỷ lệ ít á. Em thì thất bại em cũng quay mà thành công em cũng quay. Mãi quá em. Mất lịch sự quá, xin lỗi các bác nhé. Đụng phát đụng. Từ từ đã. Em giới thiệu với các bác này. Một lần nữa cho em giới thiệu,
Đây là vườn táo năm em nói là năm thứ hai thì không phải đâu, nó là mới bắt đầu được tháng 5 2019 đến tháng 5 2020 là một năm. Bây giờ tháng 11 2020. Bây giờ 17 18 tháng nhé. Thì gốc nó thì chỉ to bằng này. Quả thì có quả to quả nhỏ, em thì em nói thẳng luôn, cách chăm sóc của em nó không đẹp. Quả như này nó tầm 20 quả một cân. Táo nó nặng lắm các bạn. Còn những quả bi thì rất nhiều. Táo em thì không có như các bác ở nhiều nơi đâu. Táo em chỉ đủ ăn thôi nhá. Nhiều lắm. Em nói là đủ ăn vì là xin lỗi các bác này, táo này toàn táo bi với táo không thể xuất ra thị trường ấy. Thì em có ăn thôi. Số lượng cây em có nhiều nhưng mà chất lượng em chưa làm được. Em nói thật em mới làm táo ấy. Tranh thủ nha, bứt táo ăn xong là quay cho các bác xem. Các bác ủng hộ em nhé. Là tiến tới là em vẫn còn mở rộng thêm nữa. Bởi vì em thấy cây táo này trồng thì phát triển quá nhanh luôn. Mai kia em sẽ làm riêng một cái video về cây táo. Nếu mà bác nào mà quan tâm đến táo ấy, thì em sẽ làm riêng và em cũng sẽ giới thiệu. Em trồng nhiều loại cây ăn quả lắm rồi. Nói chung ít có loại nào mà em chưa làm á. Đây, những cái này cứ lấy về chấm súp, chấm muối là tạm được. Em cứ ra vườn là em ăn. Nói chung đấy, thì làm cái gì nó dễ thì em cũng sẽ, kênh của em là chuyên về những cái gì mà mới và lạ và cảm thấy dễ làm thì em giới thiệu cho anh em thôi. Chứ bây giờ các bác cũng thấy nản lắm, bởi vì em làm mà em chưa được bán ấy, thì các bác bảo là ui có bằng thật, em cũng thấy ngại, em chia sẻ, em chỉ dám chia sẻ lên YouTube mà các bác đã đăng ký kênh được xem thôi. Và bác nào chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để theo dõi em xem. Nếu đúng thì các bác theo, còn chả đúng thì mong các bác thông cảm. Chứ còn bây giờ thực tế ra ở hàng xóm em ấy là thấy em làm nhiều thứ ấy, nên là không dám theo, bởi vì là em thì đợi em làm được người ta mới dám theo. Đó, nhưng cái này là ăn ăn chơi thôi, còn xanh lắm, chưa chín đâu. Em ăn thấy tốt lắm. Cây nhà lá vườn. Đó, thì em cũng sẽ năm tới em sẽ làm mấy video hướng dẫn chi tiết cho các bác thì em về cách trồng táo và chăm sóc táo. Em thì chưa có kinh nghiệm đâu nhưng mà em sẽ học hỏi, thì làm được bao nhiêu thì em sẽ làm trên video bấy nhiêu, mong các bác đừng ném gạch em mà được. Đây nhá, các bác nhá, cây táo năm như lúc nãy em tính là năm 17 18 tháng của em ấy, đây là to bằng này, to phết rồi. To lắm rồi nhá, đây. Ok. Còn lượng quả nhá, em nói luôn, nó cũng rơi tầm khoảng mười mấy 20 30 cân đấy. Mười mấy tháng thôi nhưng mà quả nó quả bi rất nhiều. Nó không đạt đâu đấy, các bác nhìn rõ nhá. Đó. Đó, nó mái nhiều lắm nhưng mà nó vẫn có lượng quả to nó ít lắm các bạn. Quả to bao nhiêu thì em ăn rồi. Quả to thì nó là to thôi chứ nó chưa được đấy đâu đây. Đó. Quả này đấy. À đây đây, em với mấy quả kia về. Mình tạo đứa tươi á. Đó các bác thấy không? Nó to chứ, nếu mà quả như này này khoảng nó rơi tầm khoảng 7 quả 8 quả một cân này. Quả từ từ nhá, để em. Đây. Đây các bác thấy không? Nó còn to nữa nhá các bác nhá. Đó. Nó còn to nữa nhá. Em mời các bác nhá. Đó. Nếu mà cứ như vậy em chỉ cần một cây táo của em nhá. Em nói thật luôn, đây là 18 tháng nếu mà đúng em chăm sóc đây, các bác nhìn thấy không? Em chăm sóc đơn giản vậy mà nó phát triển như vậy nhá. Em để có hai cành thôi cây này. Mấy chục cân. Nếu mà đúng đến năm, nếu mà mai em sẽ làm một hoạch toán về cây táo. Một cây táo là một tạ cân chỉ cần 5.000 thôi chứ đừng có nói là 3 40.000, 20.000. Nhưng mà quả này này nó còn to nữa, nhưng mà em vặt em mời các bác này.
Em mời các bác thưởng thức này. Đấy, nhìn núm. Em mời các bác nhé. Ngọt, giòn, ngọt và giòn, cùi dày các bác ạ. Nhà vườn mà em mình ăn quen rồi, mỗi lần nhà vườn cứ ăn hàng cân, 5-6 quả luôn. Bảo em ăn thêm mà em không ăn nổi nữa, quả nó to, quả này còn nhỏ quá, có quả cá biệt rất to. Qua máy, quả này không to nổi đâu, quả này rơi tầm 15 quả một cân, mà nó ngon hơn cái quả em đang ăn này. Đấy, quả em đang ăn xanh hơn nhưng mà nó to hơn, quả này nó sẽ ngọt hơn, nó quả này nó đang to, táo thì nó có nhiều thế hệ quả. Em ở đây một mình em làm nên là em không biết hỏi ai. Mà quá to, đang lớn. Gọi đủ ăn thôi các bạn, táo em năm nay chỉ đủ ăn thôi, gọi là có đủ ăn, có đủ ăn rồi các bạn nhá. Thì làm đấy, vườn của em thì nó nhiều lắm, nhiều thế hệ quả lắm. Đấy, nhưng mà táo bi nhiều lắm các bác, em chưa xử lý được đó các bác, nhìn nhỏ táo bi và táo hỏng rất nhiều. Đấy, em video của em hôm nay em tạm thời em quay đến đây ấy. Thì em mong các bác cho em xin ý kiến về cái vườn táo của em. Vườn của em là tổng là cả ngoài vào trong là gọi hơn 300 cây nhá. Năm sau em sẽ chuyên môn về làm, thì các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để theo dõi những vấn đề tiếp theo của táo của em. Táo của em những cái loại bi này ít nữa em để ngâm rượu uống nha các bác nhá. Không biết có ổn không nhỉ. Đó, em sẽ ngâm rượu táo. Chứ cứ bán cho các bác thì không ai lấy, là một thứ hai nữa là chất lượng quả chỉ để ăn thôi đó. Đó. Tỷ lệ quả to nhỏ nó phải quả bi này. Quả bi nó nhiều quá, còn quả này nhá nó gấp nhiều quả này. Đây. Em đang ăn dở các bạn, mời các bạn. Phải sướng lắm các bạn, trồng táo ấy mà mình được ăn những quả ngon nhất là một, thứ hai nữa là hầu như là những quả to ấy có hôm em vặt được khoảng 6 quả một cân á. Quả này không ăn thua. Em nói thật là với các bác, em ấp ủ nhìn gốc táo sướng. Đây, to bằng cổ chân. Đó. Ở khu vực của em có mối em trồng nhiều thôi, số lượng em trồng nhiều. Em hướng em phấn đấu trồng lên đến khoảng 700-800 cây. Bác, lúc đấy em sẽ chỉ chăm táo. Cam quýt em trong kênh em các bác có đang được xem ấy. Em cam V2 chanh tứ mùa, cam sành có nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Em sẽ tuồn về đây, nhà em ở kia. Hôm nay là cũng nhân dịp đầu xuân năm mới của Tết Dương lịch, em chúc toàn thể gia đình YouTube nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, sức khỏe, thành công thành đạt, cầu được ước thấy nhá. Em chân thành cảm ơn tất cả các bác cô dì chú bác ấy, là anh chị em đã đăng ký kênh ủng hộ em và theo dõi em đến gọi từng chặng đường. Vâng, gọi là những người có tâm, có mục đích để xem thôi. Còn những bác nào mà vô tình xem, nếu cảm thấy em nó sai hay là gì đó không phải cho lắm thì em cũng mong các bác ấy thông cảm. Em làm YouTube đấy thì mục đích để chia sẻ những cái gì thật nhất. Các bác lần lại kênh em xem những gì thật nhất thôi, chứ không có cái
Xin lỗi quá đâu. Xin lỗi em hơi nức. Em đã tìm được giống táo mới các bác nhé. Đó, giống táo mới mai em sẽ giới thiệu. Đây đây vẫn là giống cũ thôi, không phải đây. Còn giống mới thì đây nhá. Đó. Em đèn theo đèn em soi đó. Đó đó. Vườn táo em ở vườn trong này là hơn 300 cây, ở ngoài kia hơn 100 nữa. Nói tổng là em không chưa tổng được bởi vì chất lượng nó chưa ra đâu. Nhưng mà đây, như cây này nhỏ nhỏ mà cũng cũng có quả các bác ạ. Đó, cây bé tí đấy bằng ngón tay cái. Đó, đó các bác ạ. Đó, chỉ là do chế độ chăm sóc của mình thôi các bác. Đó. Em thì luôn luôn chia sẻ thôi, lắng nghe tất cả những các bác thì comment để lại dưới cho em nhé. Hôm nay cũng rất ngại nếu mà khoe mấy cây táo lên trên trang trên gọi là kênh YouTube riêng của em thôi, chứ các bác mà các cao nhân đi trước ấy đừng có ném gạch em, cho em xin ý kiến em phải xử lý như nào thì em rất trân trọng, cảm ơn. Còn bác nào ấy là có nhiều kinh nghiệm rồi mà cứ còn giấu ấy thì thôi các bác ấy, cho em hai chữ bình yên nhá. Còn bác nào có mục đích chia sẻ giống như em hoặc là hơn em thì em cảm ơn. Những bác nào đang tập tính vào thì có gì cũng cho em xin ý kiến phải nên làm như nào. Thôi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn đây. Em sẽ tuồn đây, em chào tất cả các bác nhá. Đó, về cái táo em chào các bác ạ.